Hôm nay, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đoàn đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai thực hiện dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên, vay vốn ODA của cơ quan phát triển Pháp, một số dự án chỉnh trang đô thị, các dự án trong kế hoạch di chuyển các cơ quan tỉnh vào trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên, như dự án đầu tư xây dựng khu điểm tái định cư, khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên, dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La, thành phố Điện Biên Phủ, dự án trụ sở làm việc và kết hợp trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh, dự án đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12, gói thầu số 4-5 của dự án. Tại các điểm kiểm tra thực địa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã nghe đại diện đơn vị chủ đầu tư báo cáo khái quát về tiến độ cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành họp bàn đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, nhà thầu thi công chủ đầu tư cần tập trung cao độ nguồn lực con người, trang thiết bị, phát huy cách làm hay để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đối với gói thầu số 2, 3 thuộc dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cần phối hợp với cơ quan chuyên môn xác định nguồn gốc đất, vận động nhân dân bàn giao đất, mặt bằng xây dựng. Đối với gói thầu số 4, cần thực hiện quy chủ đất đai về Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trường và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định pháp luật. Đối với các gói thầu thuộc huyện Điện Biên, hiện mới thực hiện 5% dự án. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, thực hiện các biện pháp kiểm đếm hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ bản đồ đo đạc theo hiện trạng. Đối với dự án đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12, dự án đường động lực thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên tập trung công tác kiểm đếm, sớm hoàn thành công tác bàn giao giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện quỹ đất tái định cư của các dự án khác để bố trí tái định cư cho các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện bố trí tái định cư, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, thuê chỗ ở tạm cho người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh các nhà thầu thi công tập trung cao độ nhân lực thực hiện thi công 3K đảm bảo tiến độ thi công, chủ đầu tư tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng thi công các công trình. Các nhà thầu không đáp ứng tiến độ thi công, chủ đầu tư cần thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.